Rồi chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ test cái máy cơ pha mạch lạnh 10 sò 14D. Ở trên 14D nha, dưới 10, bên 5 sò. Bên đây 5 sò. Này các anh em thấy không? Bên đây 5 sò, bên đây 5 sò là 10 sò trên 14D. Đó. Sẽ test cái dòng máy đánh bộ nha. Cái máy này đánh một vạc cũng được nha. Cái máy này đánh một vạc là nước cạn được nha. Đó, cái máy này đánh một vạc được nha, nó đi một vạc bình thường nha. Máy đánh một vạc báo cáo phi luôn nha. Nè. Một vạc nha, cái này là vô này là vô vạc nè, dây rút nè. Dây rút vô vạc nè. Còn dây không rút này là thả mát xuống cặp bay vỏ hoặc bay xuồng gì đó mình đi. Máy này làm cho anh em đánh một vạc nghe mạnh nha. Máy này bao vô phi luôn nha. Mình sẽ test mình nóng số 1. Các anh em coi nha. Cực kỳ mạnh. Máy này bao mạnh. Máy này vô phi là đưa cái lật nha anh em. Bao vô phi nha. Cái lóc chê lùi lên đẹp nha. Đó, số 1 đó. Rồi số 2. Số 2 nè, bên nóng đó, số 2 là lực chứ lắm, lực máy rất lực đó. Đó số 2 đó anh em thấy ghê hồn không. Rồi mình sẽ đi bên cái phần mạch lạnh pha nè, mạch lạnh nè, chiên là nè, số 1 đó, số 1 đó. Số 1 này cái độ rút cá đồ, cá lóc, cá chê đồ ngon rất đẹp nha. Cá cô phi cũng vẫn chết nha, chứ không phải không chết nha. Mạch lạnh với bên nóng gì cũng gì hết, cũng pha mạch thuốc cá hết, mạch lạnh hết. Rồi số 2. Đó, số 2 thấy không? Máy rất lực. Cái dòng này là cái dòng đánh một vạc mini nhưng vẫn đánh bộ được. Dòng máy nhỏ 24 con, 12 sò, 14 sò, ủa 14D. Xin lỗi, 14D. 10 sò là 24 pha mạch. Dòng mạch này nằm dưới này nè, không thấy nha. Máy không nóng nha. Đi chỉ ấm thôi, không nóng hoặc tản nhiệt. Cái dòng máy đánh bộ đánh một vạc này tất cả sau này mình sẽ bao ship cho anh em hết nè, bao ship hết, cò bóp đầy đủ hết, cò bóp là đầy đủ về cho anh em chỉ làm vạc rồi đi thôi, khỏi cần làm gì hết, cò bóp. Các anh em nào có mà xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ và bấm cái nhấn chuông để thông báo nè. Mình có những cái video mà test máy, những cái dòng máy mà đánh bộ rồi một vợt mini rồi đánh một vợt những cái dòng một vợt máy lớn như cái dòng 648 62 102 120 á. Mà những cái dòng đó là những cái dòng máy lớn đánh sông lớn. Rồi, các anh em ha. Rồi chào anh em nha. Nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha. Anh em nào có đặt máy bên mình thì số điện thoại của mình là 0939521335. Bao ship tất cả các anh em trên toàn quốc. Bao ship hết nè, tất cả bao ship hết. Hàn Quốc. Máy có bảo hành. Vậy các anh em đi không đạt 1 đổi 1. Anh em bắt cá mà vậy không đạt là 1 đổi 1 nha. Đổi lại tất cả các dòng máy luôn, từ máy nhỏ đến máy lớn. Các anh em không được thì đi không đạt thì đổi lại hết.
mình máy mấy những cái dòng máy tôi làm ra thì về là đi là rất ok, không có vụ mà đổi thôi, thì tay đổi này cho anh em tin tưởng mình thôi, không bây giờ mà có vụ mà đổi đồ lại về lại các anh em đi là ok hết, về là đi là không có gì phải bàn cãi nữa. Rồi chào anh em ơi.